Chào mừng tất cả quý vị, hôm nay Bi giới thiệu tới quý vị một cái con âm ly đến từ hãng Denon với model là BMA 390 4, là mã nha quý vị. Con âm ly này thì được bán vào năm 2000, được sản xuất tại Nhật Bản và nguồn điện của nó là 100V nha. Có chỉnh bass chết low net đầy đủ nha quý vị. Con này về trong tình trạng là không còn remote nha, mất remote rồi. Và nó đánh hai cặp loa cùng một lúc được luôn nha. Đối với loa 4 ohm là 200W cho hai loa, còn loa 8 ohm là 100W cho hai loa nha. Nó đánh loa từ 4 ohm trở lên nha quý vị. Và mức giá ngày hôm nay mình bán con này chỉ 4 triệu đồng thôi. 4 triệu đồng thôi quý vị nào thích cái dòng âm ly mặt vàng của Denon, thiết kế thì rất giống với cái con à 1500 quý vị. Thì nó cũng có một cái trầy chỗ đây, không biết quý vị có thấy không, rất là nhỏ thôi nha quý vị, rất là nhỏ thôi. Ngoại hình là tương đối, 4 triệu đồng, chỉ 4 triệu đồng thôi nha. Remote mất rồi, không còn remote. Đây, bao riêng tuyệt đối cho quý vị. Và size của nó cũng là size lớn nè. Nó đánh là bi thở cặp loa đánh làm bass 25, đánh vô tư nha quý vị, đánh vô tư luôn và đánh khá là khỏe. Dòng Denon mật vàng quý vị đa số là công suất đánh khá là khỏe nha. Công suất tiêu thụ của nó là 135W nha quý vị. Công suất tiêu thụ là 135W, còn công suất ra loa là 200W đối với loa 4 ohm và 100W đối với loa 8 ohm cho hai cây nha. Và đây là cái USB bên bình. USB thì bị bán 800.000 với dung lượng 128GB. Nhạc trong đây là nhạc lóc lấy chất lượng cao. Bị bán một dung lượng này thôi về USB, còn ổ cứng thì 1.000GB, 2 triệu đồng nha quý vị. Tất cả đều là nhạc lóc lấy chất lượng cao hết, chỉ có nhiều với ít thôi nha quý vị. Rồi bây giờ Bi thử nhạc cho quý vị nghe con âm ly này đánh khá là lực luôn.